review cho mấy bạn coi. Cái bình này thì nó dạng ít có thông dụng, mà có nhiều bạn chắc không hình dung ra cái bình này, nên là bữa nay sẵn mình mua cái bình này mới, mình lắp cái xe của mình đó, để review cho mấy bạn coi luôn là cái bình này nó sao ha, dán nó sao và cái độ mạnh của bình nó như thế nào. Và mình sẽ xài bình vô be nè mấy bạn. Bình vô be không, ở đây mình có cái thông số nè, 12V 7A, thấy không, 12V 7A đó. Đó. Trong bình này nó có đó, cái bình của mình chưa kéo bao luôn đó. Ở đây có phiếu bảo hành nè, phiếu bảo hành đó. Nó giới thiệu một số các loại bình khác của nó nữa nè. Rồi ốc, mình sẽ ốc lên trước. Rồi giờ xe mình đó thì mình đã tháo sẵn cái ra hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần lắp cái bình này vô cho các bạn coi, rồi cái thông số và trên đây nó để là ở đây nó để nè, cái hạn mục chú ý vậy đó. Nếu bình không sử dụng mỗi tháng cũng nên sạc 3 đến 5 giờ bằng 1/10 chỉ số dung lượng bình. Khi phóng điện ắc quy 12V, điện áp không được thấp dưới 10.80V. Không để đầu cực âm dương chạm nhau nếu có thể gây ra ngắn mạch. Khi axit văng chúng có thể lập tức rửa sạch bằng nước và đến bác sĩ chuyên môn điều trị. Tồn trữ ắc quy nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em, không nhận bảo hành nếu không có phiếu bảo hành. Quá xả điện, điện áp dưới 8V không bảo hành. Đó, này là thông tin trụ sở đó thôi. Thì ở trên đây nó để 12V 4A 7A, nhưng mà bây giờ mình ở trên đây á, mình trên xe mình nó chỉ có thể báo ở cái số volt thôi. Cái mình nó không báo được ampere nữa đấy nè. Nên là mình lắp bên trên đây cho các bạn coi thì nó sẽ hiển thị được số volt. Nó để 12V nhưng mà thực ra số dung lượng bình nó sẽ hiện ở trên, nó chứ không phải là 12V không đâu. Trên cái mức đó. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi trước nha. Rồi, mở cho các bạn coi là mình mở xe này nha. 12V 7. Đó. Khi mình bật lên nè. Và cái này lúc này và điện ở trong đây và chưa có được sử dụng, nên là cái mức này là mức đúng của nó. Nên là khi mình mở ra nè. Đó. Và điện nó chạy trong xe thì nó sẽ xuống còn 12V 5. Bây giờ mình đề máy nè. Các bạn thấy số nó đang được sạc tới bên đó. Đây mức độ là sạc ở cao nhất của nó, tôi có nói rồi đó. Thì khi mình không có xài trong một thời gian dài mà nó bị tụt đó, thì các bạn mở bên bạn coi cái số này nó sẽ chạy từ nhỏ lên, còn này nó đứng yên đó. Và nó bình của mình đầy à. Nãy là 12V 7 đó không? Bây giờ mình tắt mình nó hiện rồi 12V 13V 2 luôn. Nó sạc chưa? Rồi, giờ mình lắp thêm cho nữa nha. Còn mình giới thiệu mình với các bạn tới đây thôi. Rồi, bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video mình đọc học cái bình Lube 12V 7A. Hẹn mấy bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.